Xin chào các bác, thì ngày hôm nay thì xưởng chúng em xin giới thiệu mọi người một chiếc giường giáp phản với chất liệu là gỗ hương đá, có kích thước là 1m8 x 2m, và xưởng chúng em xin báo giá công khai luôn, hoàn thiện đầy đủ như thế này, giá chỉ có là 8.800.000 mà thôi. 8.800.000 thì đã hoàn thiện xong xuôi rồi các bác nhé. Nếu như các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc giường giáp phản như thế này thì cứ liên hệ em nghe số điện thoại ở trước màn hình của mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm đến sản phẩm này. Đây, vân gỗ thì cực kỳ là VIP luôn, hàng tuyển chọn này. Đó, rất là đẹp. Nếu như các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em nhé. Em xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.